hiện trạng thi công 5 bãi giữ xe dọc tuyến Metro số 1. Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên dự kiến vận hành thương mại cuối năm nay. Do đó, công tác triển khai các hạng mục tăng cường khả năng tiếp cận, tổ chức kết nối hành khách đang được đẩy nhanh tiến độ. Dự án Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên đã thi công đạt 98% khối lượng công việc, dự kiến khai thác thương mại trong quý 4 năm nay. Để dự án đường sắt đô thị đầu tiên phát huy vai trò là xương sống của hệ thống hạ tầng giao thông vận tải, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai loạt giải pháp giúp hành khách dễ tiếp cận Metro số 1. Cụ thể, ngoài bổ sung 9 cầu bộ hành để kết nối nhà ga, thành phố đang triển khai dự án tăng cường khả năng tiếp cận và tổ chức các tuyến buýt gom với mức đầu tư khoảng 93 tỷ đồng. Tiến độ triển khai 5 bãi giữ xe theo dọc tuyến Metro số 1 đang thuận lợi. Trên công trường, nhà thầu luôn duy trì 80 nhân công và vận hành gần 20 thiết bị máy móc chuyên dụng để nhanh tiến độ nhằm hoàn thiện 5 bãi giữ xe trong tháng 8 tới. Trong trường hợp mưa gió không thể làm việc hoặc công nhân không thể thi công được vào ban ngày, phía nhà thầu sẽ tổ chức làm ban đêm và tăng ca nhằm đảm bảo tiến độ đề ra với chủ đầu tư, vị kỹ sư giám sát chia sẻ. Ngoài hạng mục 5 bãi giữ xe, chủ đầu tư cũng xây mới các bãi dừng, đổ cho các phương tiện công cộng với tổng diện tích khoảng 3.260m2. Tại hai vị trí lân cận nhà ga công viên Văn Thánh, Bình Thái, dự án cũng bao gồm 67 nhà chờ xe buýt, 196 trụ dừng xe buýt tại 11 vị trí lân cận các nhà ga và dọc hai bên các tuyến đường mà Metro đi qua. Kế hoạch vận hành Metro số 1 vẫn trong năm 2024. Ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cho biết kế hoạch vận hành dự án Metro số 1 vào quý 2024 có nhiều khó khăn. Ủy ban Nhân dân thành phố đã đề ra 21 đầu việc, trong đó Sở Giao thông Vận tải đảm nhận 14 đầu việc. Sở Giao thông Vận tải thành phố và Ban Quản lý Dự án Đường sắt Đô thị đang bàn bạc hoàn thành các nội dung được giao để đưa dự án vào vận hành. Về kế hoạch vận hành Metro số 1 vẫn nằm trong năm 2024. Có hai nhánh quan trọng là một mặt nhanh chóng hoàn thiện đầu tư xây dựng, một mặt xúc tiến nhanh dự án đi kèm tuyến Metro số 1 vào vận hành. Trong đó, có hai dự án lớn đi theo Metro số 1 là tăng cường kết nối vận tải Metro số 1, các bãi xe dọc nhà ga, tổ chức mới 18 tuyến xe buýt, hệ thống taxi, xe cá nhân, xe đạp công cộng kết nối Metro số 1. Sở Giao thông Vận tải cũng đang triển khai, lập hồ sơ đấu thầu, bằng phương án nhận diện hình ảnh, tăng cường giao thông kết nối vào tuyến Metro số 1, hệ thống giao thông biển báo, đường nhánh, đường gom kết nối Metro số 1. Tiêu chuẩn xe buýt vận chuyển hành khách hiện nay phải trên 17 chỗ ngồi, nhưng đối với xe buýt kết nối tuyến Metro số 1 thuận lợi hơn là cho phép xe nhỏ đi vào các tuyến đường hẹp, hẻm. Metro số 1 dài 19,7 km, từ Bến Thành, quận 1 đến Depok, Long Bình, tổng vốn đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng, khoảng 2 tỷ đô la. Công trình có 3 ga ngầm và 11 ga trên cao. Đây là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh, một trong 10 tuyến thuộc hệ thống Metro của thành phố. Tuyến Metro số 1 hiện đạt 98% tổng khối lượng, sau nhiều lần chậm tiến độ và lùi thời gian hoàn thành. Chủ đầu tư đặt mốc vận hành toàn tuyến vào tháng 11.